theo thì chị muốn hỏi em thêm một ít thông tin. Thì theo chị biết thì em ở đây là em sống với bố mẹ, thì ngoài những cái khó khăn về đóng tiền học phí, vay vốn của ngân hàng này nọ kia thì mình còn những khó khăn gì không em hả? Dạ, đa số là nó sẽ rơi vào tiền xăng và tiền dụng cụ này nọ của em đi học. Như là ống nghe này nọ thì em không có ống nghe, cho nên là em đa số sẽ mượn thầy cô hoặc là mượn của bạn em nghe kiếm. Và khi nào bạn không cho thì đi mượn người khác. Nói chung là nhà em từ đây mà ra tới trường nó phải mất tới 30 đến 40 phút lận. Cho nên là mỗi lần mà đi lại cứ khoảng là đi khoảng 3 ngày lại phải đổ 50 nghìn tiền xăng lại. Cho nên là để mà kiểu duy trì cái việc đó thì mình phải tiết chế lại tiền ăn sáng. Hoặc là nếu mà trực đêm á thì sẽ ăn cơm như trước và đi luôn chứ không có đi lại thêm. Tại vì trực đêm là em sẽ trực từ 7 giờ tối hôm nay đến 7 giờ sáng ngày mai và em ở bệnh viện đó học tới trưa luôn. Đó. Em sẽ ở suốt bệnh viện và chỉ ăn có một bữa sáng hoặc là sau đó thôi. Đó, để tiết kiệm chi phí đi lại của em. Với lại kiểu như là có những bộ sách á bị mắc á, cho nên mình không có tiền mua, cho nên mình sẽ phải xin ké bạn đi PDF hoặc là đi photo những từng mảng chương ra đó để mình học, để mình coi trước thôi. Đó, chứ mình không có phải là mua nguyên một cuốn gốc của bộ môn. Thì em ở đây là em ở chung với mẹ. Thì mẹ em thì làm việc gì, rồi lương tháng được bao nhiêu? Mẹ em hiện làm mẫu của một trường tiểu học thì lương nó cũng không nhiều, chỉ nó chỉ bình thường khoảng 4 triệu 2 thôi. Cho nên là đa số là tiền đi học của em nó cũng không có nhiều. Thì phải tiết chế lại đó để mẹ còn đóng tiền nhà. Mẹ là cũng đang bị bệnh ha? Dạ, đúng rồi. Còn mẹ còn gì nói với em luôn? Em chưa biết. Chưa biết đó. Thì hiện tại là mình có những khó khăn nhất định tạm thời đó ha. Em học được mấy năm rồi? Dạ em học được năm nay lên năm thứ tư rồi chị. Năm thứ tư mình học bằng ngành đi của mình thì bao nhiêu năm em ha? Dạ học hết năm thứ sáu. Năm sáu năm em mới tốt nghiệp. Sáu năm mới tốt nghiệp. Dạ. Tốt nghiệp ra là mình làm bác sĩ gì? Theo hiện tại của nhà nước là bác sĩ đa khoa, nhưng mà tốt nghiệp xong cũng chưa đi làm được mà mình phải học đi thêm, đi thực hành không công á chị. Là khoảng 12 tháng là một năm. Còn nếu mà học lên trường thạc sĩ thì mình phải đóng tiền tiếp mình học như thạc sĩ thì nó mới làm được. Thì hôm nay chị đến thay mặt của anh Nhân, chị đến đây gửi em số tiền là 3 triệu đồng. Đây chị chào em, em cầm cái giấy nè. Dạ, em cảm ơn chị. Đây nhìn qua bên anh bên đây để anh chụp hình cho em. Rõ không được. Gần biết nha.